Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 22.000 trí thức đang công tác ở nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức đã tham gia thực hiện gần 400 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trực tiếp tham gia tổng kết và xây dựng các luận cứ khoa học, phát triển lý luận, góp phần hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tích cực nghiên cứu khoa học áp dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong quá trình thực hiện hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng sáng tạo được nhiều tác phẩm giá trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân đối với sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục phát huy tài năng trí tuệ, có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước.